Ui, con này nó cái đuôi nó to, cái đuôi nó to. Ui, nó ngầm xẻo. Quý xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video của Quý ngày hôm nay. Mấy hôm nay trời mưa quá cả nhà ơi. Thì tập trước mình có đi cắm câu cá lóc được một số ít, còn tập hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi săn lươn khủng. Đấy, địa điểm mình hay săn lươn khủng thì hy vọng hôm nay là sẽ có lươn khủng, thì quay cho cả nhà cùng xem, cùng thưởng thức. Đấy. Thì rất may mắn rằng là mấy hôm nay là mình cũng đã hoàn thành hết một số việc rồi. Thì sắp tới đây dự định của mình cũng sẽ có nhiều thay đổi. Trong suy nghĩ của mình là như thế. Đấy, cũng sẽ dành cho anh em xem video nhỏ có những giây phút thoải mái nhất. Rồi, thì hôm nay mình vẫn sử dụng dây câu khủng này nhá mọi người. Và cả dây mây nữa. Đấy. Xem lâu lắm mình kẹo những con khủng cho nó phê, nó đau tay ấy. Kẹo lên khi nào nó đau tay thôi mình sướng. Rồi mọi người, địa điểm hôm nay thì có những cái mương này, cái hồ. Đấy, mương hồ. Bên kia có hồ. Đấy. Thì ở đây là rất là sâu. Mọi người nhìn này. Sâu lắm. Mà cỏ nó nhiều. Đấy. Thấy chưa? Đấy, rất là sâu. Đây không bao giờ cạn nhé. Địa điểm này không bao giờ cạn. Rồi mọi người, mình xuất phát thôi. Đấy, có cái hang ở trong hốc này. Nhìn nó rỉ cây quá rồi. Quên đồ lít. Ăn núi. Ui, vừa chưa kịp xoay câu nữa. Ui, nó ăn luôn. Rồi, ngon rồi. Hàng đi rồi, hàng đi. Ui, con này nó cái đuôi nó to. Cái đuôi nó to. Ui, nó ngầm xẻo. Để cho nó ăn lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ui. Thật sợ rồi. Nhìn kỳ hâm trên. Ui. Trời ơi má. Dễ rồi. Con này 50-50 lắm cả nhà ơi. Ui, dính thì hâm xin thôi. Ui. Ui, nó kiểu nó giật. Ui, như làm nào. Đứt mồm. Ui, cái đồng nó to ghê. Thôi. Trời gì? Ui. Được rồi cả nhà ơi. Được rồi. Đây rồi. Đây rồi đây. Ăn khủng nhé mọi người. Đã nhá. Khủng nhá. Hàng chưa? Hàng chưa anh em? Chưa. Ý. Đã nhá. Ôi may quá, nhìn tí em trên thôi, run thế. Lậm luôn ấy. Này, con to. Thả vào chưa kịp ngoại ngoại là nó đứt rồi. Mở hang cả nhà nhá. Thật tuyệt vời.
Có lươn này mà giá trị này. Ngoài đảo quá trời. Đấy mà đây nó to lắm. Ở đây to lắm. Ôi, nó ăn phạt là biệt liên. Wow, tuyệt vời. Mà nhìn nó xấu 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 vậy nhưng lươn to ghê. Yes. Wow. Đấy con bơi chuối bên kia kìa. Đấy. Chỉ nhìn qua. Ui. Ăn ui. Con giật mình. Cứ càng to là ăn cả là giật mình. Sợ thật. Ui nặng. Ui nặng. Cái hàng to ăn cả là giật mình cả nhà. Con này vàng đấy, nhìn cái mồm nó vàng lắm. Cái hàng to ăn cả là giật mình. Nghĩ đến hàng khủng nữa. Nặng phết. Ui, kiểu khỏe thế. Đấy nó ăn bao nhiêu con ốc biêu, thôi lòi lên đây này. Nặng. Nó kéo đã thật chứ. Những con lươn nhỏ nhỏ thì kéo ao nó ra, con to này, kéo này nó cũng sướng. Kéo ra là nó lại kéo vào. Kéo run tay ấy. Đấy, thở lòi lên rồi. Cái đầu không to lắm đâu nhá. Con nó béo, cái đầu nó bé này. Một con người nó to. Ôi, cái đầu nó bé tí. Đấy, nó bám này. Vào cái thanh sao mà nó đỏ lên đây luôn. Kiểu khỏe thật. Lên như này nè. Cái đầu bẻ tí. Thấy không? Đây. Một con người nó béo vô. Béo ú. Được. Đây là được hai em rồi. Đấy. Nó tì vào cái thanh. Thanh ra nó xước người này. Vệt 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 này. Đó, hai em. Mình cho vào nha. Hàng to ăn phạt là giật mình. Đấy, con đầu tiên nó to này mà. Được. Hôm nay là đi đúng đường đấy, đúng hướng. Rồi, tuyệt vời. Khiếp.
con này phải cả ký. Con này 1 ký. Ăn mấy nay gì có xong đâu cả nhà ơi. Con này to đấy. Ui. Ui hàng khủng. Đấy. Mình biết là con to mình phải cho dưới mấy ngay. Không sợ. Ui. Má. Ui. Hàng khủng lũ luôn. Trời trời. Quá đà quá, giữ tay này, nó thử hang thử nó to như thế mà, gì mình mà nó kéo này, trời ơi, sung sướng biết bao. Xuống tay. Phải có ký. Có ký luôn. Ui con này. Ui. Ui mã. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ui ui. Ui. Ui con lươn. Ui khổng lồ. Khổng lồ. Khổng lồ quảng bình. Quá. Quá. Trời ơi. Ui ui. Ui trời. Ui lên lên cho mình khỏe xong. Ui ui ui. Từ từ từ. Từ em ơi. Từ không chơi kiểu này đâu. Quá run run. Mình run. Ui khổng lồ khổng bình đấy. Ui. Wow. Cả nhà nhìn này. Ui con lươn. Wow này. Ui này. Đã đã. Cho vào ạ. Ui trời ơi thành công. Ui là thành công cả nhà ơi. Ui mình là thành công. Thành công rồi. Lâu lắm mới được con hàng khủng. Wow ơi. Trời ơi, sướng quá. Wow. Được, được, được. Đấy mới là hàng khủng này. Ui, nó kẹo thế, mình biết con to rồi. Vì thấy nó thở, hàng thở nó to quá. Mình phải chuyển cho mấy ngay. Ui, đã đã. Mày để kiểm tra lại cái hang cả để lên là bờ nào. Bờ dốc quá. Bờ nó dốc quá này. Ui nó thở cái hang này. Ui. Trời ơi. Mà đã quá. Đấy bây giờ mình ui đã quá cả nhà ơi. Kỷ lục rồi. Ui sướng quá. Lâu lắm rồi, hơn năm nay rồi. Bây giờ mình câu lại được con to như này đấy. Ui. Khiếp. Ui gì câu này.
đấy, thấy nó thử nó to quá, nó mới đun lên đấy, thì mình phải chuyển sang dây mây ngay, dây cước run lắm. Ui, mình cân con này xem được bao nhiêu mà như nhá, ở chúng mình hoảng luôn, ui kẹo lên hoảng luôn, nè, con lươn này, hơi con lươn này, ui đã ghê ấy, đã, thực sự chưa, lâu lắm mới được con to như này đây. Wow. Trong thời gian vừa rồi chắc là mẹ ông nằm yên tĩnh đấy, đã đảo quá nhờ. Con này nó to, con này là bây giờ phải xem thế nào chứ, bố trí bể thôi, đảo quá anh em ơi. Con lươn không biết nó bao nhiêu năm thì nó mới to như này đấy, đảo quá. À, chờ em lên xem được bao nhiêu này nghe nhá, xem có được kỳ không nhá. Nào, ôi có 8 lần rưỡi á, đấy 8 lần rưỡi này, ôi 8 lần rưỡi là, ui nó to thêm, có 8 lần rưỡi thế à, ui 8 lần rưỡi. Nó cũng khủng thôi. Ui cái tường nó to lắm, hoảng luôn. Nó kéo lực sướng thật. Hay con lươn. Thôi, mình để đây mọi người nhá. Cân nốt con này. Hai con này xem. Ui có 8 lần rưỡi chứ trời. Má. Ui có 2 con này. Được. 2 con này mình đã thấy to rồi mà cặp con đấy mình khiếp. Con này to đấy. Nè. Ôi giời. Hai con này đã to rồi, mình câu được con đấy đã quá. Đây là ngoài về luôn. Hai con này có 5 6 7 8 lạng. Hai con này mới vật thua nó này. Đấy, một con 5 lạng, một con 3 lạng này. Tầm đấy thôi. Có phải con 5 lần rưỡi, con 5 lần rưỡi với con 2 lần rưỡi gì đó. Mà thua con này này. Ôi trời. Ui vẫn thua con này, hai con mà cộng lại vẫn thua con em này. Ui. Đây. Ui con này to đấy. Con này phải 5 lạng, 5 lạng hơn. Con này thì bé hơn. Con này tầm khoảng 2 lần rưỡi, cân 3 lạng, 2 lần rưỡi. Đấy. Trời ơi. Con lươn nè. Ôi mọi người. Sợ ra nó bò mất. Mình phải để đây. Này, so sánh con 5 lạng với con 8 lần rưỡi này. Đừng. Rồi, ok. Nó bò đấy. Thôi, cảm ơn mọi người nhá. Con này khả năng mình nuôi mình không thịt đâu. Con này lâu lắm mới được con hàng khủng như thế mình không thịt đâu. Rồi, cùng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video câu lươn khủng của quý hôm nay nhá. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Đấy, mọi người ủng hộ mình bằng mua lưới câu mọi người nhá. Đấy, dây mây này. Mình bỏ con chúng ta, mọi người ủng hộ này nhá, hàng chuẩn nhá, hàng lý khủng nhá, hàng dây cước này nhá, đấy cước này nhá. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video sau của quý, tạm biệt mọi người, bye bye. Ôi đừng có bỏ nữa, vào đây. Ui đã thật sự chứ, 8 lần rưỡi này. Mày là nó to. Yep. Con này thì đen xì xì. Đây. Ai con